cây thoát nghèo nhưng không thoát ế, hàng trăm tấn chất đống không ai mua. Ngày 16 tháng 9, bà Lương Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, hội này đang nỗ lực vận động, kêu gọi các đơn vị, cá nhân nhiều địa phương giải cứu bí xanh giúp người dân xã Mỹ Lý. Theo bà Lương Thị Hoa, bí xanh thường được người dân xã Mỹ Lý trồng xen kẽ trong nương ngô, khoai để tận dụng làm thức ăn. Vài năm gần đây, loại bí xanh này được người tiêu dùng ở nhiều nơi ưa chuộng, thương lái tìm về tận nơi để thu mua nên nhiều người ở Mỹ Lý chuyển sang trồng bí. Có khoảng trên 100 hộ dân ở xã Mỹ Lý trồng bí xanh. Bí xanh có vòng đời thu hoạch nhanh, cách chăm sóc đơn giản, lại phù hợp với khí hậu cận ôn đới nơi này. Loại cây này được mở rộng diện tích, dần trở thành cây trồng chủ lực, giúp nhiều người dân nơi đây thoát nghèo. Mùa bí năm 2022, bí xanh người dân trồng được mùa, mỗi quả nặng từ 2 đến 6 kg. Mỗi nhà ít cũng được khoảng 2 tấn, nhà nhiều thì trên 10 tấn. Trái ngược với được mùa thì giá bí năm nay lại rất thê thảm. Nếu những năm trước thu hoạch đến đâu thương lái tìm mua đến đó với giá cao 8 đến 9.000 đồng. Năm nay giá bí rớt xuống khoảng 5.000 đồng trên 1 kg, tuy nhiên vẫn không có người nào mua. Từ đầu mùa thu hoạch đến nay, lượng bí tiêu thụ chỉ được khoảng hơn 1 tấn. Hiện vẫn còn hơn 200 tấn bí xanh chưa được tiêu thụ. Nhiều người dân thấy bí xanh hái về chất đầy nhà nhưng không tìm được người mua. Nhiều nhà không dám lên dãy hái bí về vì không có chỗ để. Bí được để lăn lóc ở đất trên dãy, đồi. Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý cho biết, toàn xã này có trên 100 hộ dân trồng bí xanh trên các nương dãy. Hiện số bí xanh đang tồn đọng chưa bán được ước tính khoảng 200 tấn. Ông Phan Văn Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn cho biết thêm, hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và trường học hỗ trợ tiêu thụ giúp bà con nông dân.